mày mua cái đó nữa không? Cái đó đâu? Tính chui xào luôn. Kiếm cái đầm xuông bông mua mày. Đầm thun á. Đầm thun xuông bữa tao nói mày đó. Cháu không có lợi chị ơi. Đây. Cháu được. Đi. Anh nhỏ sách nè. Kiểu phong cách đi biển. Xin chào các bạn nha. Đó, nguyên một khúc như vậy các bạn. Rất là đẹp ha. Cắt dây đi cam chi. Thấy bán đồ đá không bà? Quá chừng quá đắt luôn. Cái đường bên kia nữa kìa, cái đường bên tay trái nữa. Nó cũng bán nữa. Nè, nãy giữ mấy này nữa. Dùng nó. Ở đây người ta đi rất là đông. Rồi bán quần áo rồi đồ đạc trên trời dưới đất luôn ha. Quá chừng luôn. Mặc sức mà xem luôn ha. Rồi phim đây là những cái shop. Con đường lớn xíu cho nên ở đây là cái shop. Mỏi chân chưa? Đúng ba mỏi chân chưa? Đi coi liên hệ cũng đâu có mỏi đâu. Ở đây những mấy bạn trẻ buổi tối á, mấy bạn đi mua sắm đồ rất nhiều ha, quần áo rồi giày dép rồi đó, tại vì rất là dễ lựa, đi buổi tối rất là mát nữa đó, thì nhưng mà chất lượng thì nói chung là tùy chỗ các bạn, với lại mình xem chất lượng thì với về giá đó, giá cả mình thấy nó ok mình có thể mua ha, rồi ở đây mình có thể trả giá đồ này kia luôn. Bữa tối rất là vui. Người
đẹp nè mày. Mẹ tao mà. Ồ. Vô đây nè, ba có kiến đây nè. Thử cái coi. Ờ, à, cái này bự quá. Đây nó kiểu này hết không? Cái này nó xương mất tiền. Ủa này cái nhỏ hả ta? Cái nón nít hả? Cái này nón nít. Này có cái nón này nè. Ủa nón này nón